Nhìn thấy công trường vẫn đang ngổn ngang như thế thì tôi cũng băn khoăn là nếu thế này thì bao giờ có học sinh, và học sinh thì sẽ ở đâu? Và cái đợt đầu tiên mà tôi dự tuyển là chính là cô Phương dự, và không phải tại trường Văn Mai mà là ở cái trung tâm gì đấy nhỉ, trên chỗ trung tự của đồng chí Lam. Lam là bạn học cùng đại học với tôi, và Lam đã mở cái trung tâm ở trên đấy, trên trung tự, và dự tuyển ở đấy. Và ngày tôi vào là tôi dạy một cái bài của lớp 1, và bởi vì ở đấy chỉ có học sinh mẫu giáo lên, cho nên là khi dự tuyển xong thì cũng chờ đợi kết quả tương đối lâu, cũng mong mong lâu lắm. Và cái theo mà được nhận cái thông tin là được trúng tuyển vào trong trường, thì cái nơi mà tôi được đón tiếp để giới thiệu là thành viên của tổ tiếng Việt là ở chỗ thư viện bây giờ đấy ạ. Và cái ngày đó thì ở trên đấy là cũng khi vào thì chỉ có mấy cái ghế thôi ạ, mấy anh chị em ngồi quây quần với nhau và trò chuyện. Tôi cũng đang băn khoăn là mình trước đó thì mình cũng không chuyên, cũng không giỏi về tiếng Việt. Khi đến Văn Mai làm việc thì được vào tổ gọi là tổ tiếng Việt thì cũng đang hơi ngạc nhiên, nhưng sau đấy thì làm việc thì có biết được rằng là phân thành tổ tiếng Anh, tổ tiếng Việt đấy ạ, và tổ năng khiếu. Sau khi trao đổi buổi hôm đó xong thì chúng tôi cũng có cái sự phân công về lớp. Và cái thời chúng tôi mới vào là có tôi này, đồng chí Nương này, đồng chí Thơm đây ạ, là ba người dạy lớp 1. Và cái lớp mà bây giờ là phòng kế toán đấy ạ, chính là lớp 1 do tôi dạy ở đó, dạy một thời gian với một cô giáo tiếng Anh. Thì ở phòng học nơi đấy thì thực sự là chật chội so với số lượng học sinh là 30 bạn. Và những ngày đầu thì nếu như những ai đã trải qua cái thời gian đó thì sẽ thấy rằng là được làm việc ở trường Văn Mai ngay từ những đầu năm đấy là một cái vinh học hạnh lớn, bởi vì chúng tôi đã không chỉ là dạy học mà ngay từ đầu trước khi đón các con thì chúng tôi chính là những người lau hết những cái sàn để cho hết những cái vôi vữa dính nhợt ngược ở sàn nhà. Và là ở cái trên chỗ thư viện đấy chúng tôi phải làm một thời gian tương đối dài, mấy ngày liền đấy ạ. Và tôi vẫn nhớ là sau cái đợt đấy thì như tay của đồng chí Nương nó rỗ ra hết thì phải. Đấy ạ. Được cái là tôi với đồng chí Thơm thì tay có vẻ như là tay nông dân từ trước rồi, cho nên là không vấn đề gì. Và đấy là mấy tháng đầu là chúng tôi học ở bên khu nhà nhậu bộ ở tầng 2, bây giờ chỗ khu phòng của hội đồng quản trị là cũng là lớp 2 khu Quỳnh nhá. Và sau đó chỉ có mấy tháng sau thì cái tòa nhà bên mầm non hoàn thành, thì chúng tôi lại làm công việc tiếp theo, đó là di chuyển bàn ghế của học sinh từ khu nhà nhậu bộ sang lên tầng 3 chứ không phải tầng 1, tầng 2 đâu ạ. Và di chuyển lên, đợt đấy chưa có thang máy, bởi vì thang máy là cái tòa nhà mới này mới có. Và chúng tôi cũng khênh từng bộ bàn ghế của học sinh từ tầng 1 lên tầng 3, 30 bộ bàn ghế như vậy. Và cũng lại dọn dẹp ở bên tòa nhà mới. Đấy là một cái bài, một cái chia sẻ. Và tôi cũng xin nhường lại để cho các bạn sẽ chia sẻ tiếp cái cảm xúc thời điểm đó ạ. Cảm ơn câu chuyện của chị Huệ. Vì em rất là nhớ cái phần ngày hôm đầu tiên chị Huệ đến, nhưng mà em không được gặp trực tiếp mà chị Hoa gặp trực tiếp. Sau đó chị Huệ, chị Hoa có kể lại là có một cô giáo đến và phỏng vấn nhiều lắm, phỏng vấn hội đồng quản trị nhiều lắm về tất cả những cái mà mong muốn của cô. Và một cái phòng đón tiếp duy nhất là phòng bảo vệ, và chị Huệ có bày tỏ là ngổn ngang như thế này thì làm sao mà có chỗ để dạy, đúng không? Thế tuy nhiên thì năm đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu hết sức là kỳ diệu, và chúng ta đã có 7 lớp đầu tiên trong năm học 2008-2009 với 5 lớp 1, 1 lớp 2 và 1 lớp 3. Năm đầu tiên chúng ta mở 7 lớp và có khoảng 200 học sinh. Và có lẽ là chấn động mạnh mẽ nhất đấy là chị Tương với cái câu chuyện trong những ngày đầu tiên đón học sinh, cũng như là cái sự phân công sắp xếp cho đến năm vừa rồi cũng vẫn bị chấn động. Thế là em rất là muốn chị Tương sẽ chia sẻ với các thầy cô về cái câu chuyện của mình để giúp mọi người hiểu hơn về cái chặng đường 10 năm của Ban Mai.
xin chào tất cả thầy cô. Khi mà nhắc lại cái kỷ niệm đầu tiên về Ban Mai thì cái cảm xúc của mình vẫn đang còn. Thứ nhất là mình như là có một cái duyên, chắc là giữa Ban Mai là mình có một cái gì đó nó gọi là lỡ nhau hay là có cái duyên gì đấy. Thì năm 2006, cuối năm 2006 thì mình bắt đầu mình mua nhà về Văn Quán. Trước đây nhà mình ở trên đường Lê Trọng Tấn, chỗ đường Trường Chinh ạ. Khi mình mua về đây thì Ban Mai chưa khởi công đâu. Và khu này rất là vắng, nhiều người phản đối bởi vì đang ở trên Hà Nội mà lại mua nhà xuống thế này là nhà ở Hà Tây. Ngày đó Hà Tây và Hà Nội là chưa sát nhập. Nhưng mà cũng như thế nào đó thì cơ quan ông chồng lại ở gần ở viện 103, cho nên là hai vợ chồng vẫn quyết tâm là về dưới này. Khi chuyển nhà về được mấy tháng thì thấy mình trên đường đi làm, hồi đó thì mình cũng đang là học năm cuối của thạc sĩ, lại vừa nuôi hai con nhỏ, cho nên là nhân cái cơ hội đấy thì cũng xin nghỉ ở trường cũ, bởi vì trường cũ là trường mà ở dưới Hai Bà Trưng, nó rất là xa, chỉ có mỗi việc là nuôi con nhỏ và đi học thôi. Thế thì trên đường đi học và đồng thời có đi làm thêm thì đi qua cái khu đất này ạ, có xây dựng, mình thấy là ấn tượng nhất đó là xây dựng là chỉ là rào, bên trong thì rất là ngổn ngang, đất cát chưa thấy gì, thế nhưng mà cái hàng rào thì vô cùng đẹp và mình yêu luôn cái hàng rào. Bởi vì hồi đó là cái hàng rào của Ban Mai nó khác với những hàng rào khác. Chắc chắn các bạn sẽ đặt câu hỏi là vì sao lại yêu cái hàng rào, đúng không ạ? Hàng rào nó đúng như bây giờ, nhưng nó có thêm những cái pano là hình ảnh của những đứa trẻ nước ngoài rất là xinh và rất là đẹp. Và ở đó, tức là mọi trường học thời đấy là chưa có những cái hàng rào mà dán những cái ảnh như thế đâu. Và tự nhiên là mình rất là ấn tượng, mình bảo không biết là trường này dạy cho con Tây hay con Việt. Thế mà mình cũng không đặt câu hỏi là mình sẽ vào trường để tìm mà việc làm. Rồi cũng là một cái cơ duyên thì khi đó mình cũng đang dạy thêm ở trung tâm Chí Viện mà nơi chị mẹ dạy ạ. Thì chị Lan là chị phụ trách chính của trung tâm đấy, chị có nói là thế em có thi về dưới đấy không? Lúc đó tôi bắt đầu mới tìm hiểu, thế chị bảo thế thì em là thực hiện một bài giảng đi. Thế trong cái bài giảng ngày hôm đấy thì chị, tôi nhớ mãi tôi dạy bài động từ của lớp 2. Thì chị ngồi dưới, chị nói chuyện với một người bạn của tôi từ đầu đến cuối. Thế tôi đang giảng, tôi xuống tôi hỏi là thế chị dự giờ em hay là chị nói chuyện gì đấy? Thế chị bảo tao dự cho nó có hình thức thôi, chứ còn mày làm gì để dự. Thì cái đấy là thứ nhất, thì tôi cũng thấy rất là có vẻ có hứng thú với cách dự tuyển của chị. Và khi tôi vẫn dạy ở trung tâm và chị đến tận giữa tháng 6 thì nó bắt đầu đến gặp đồng chí Phương. Khi gặp đồng chí Phương thì đầu tiên là tôi nói là từ khi ra trường đến bây giờ thì tôi toàn dạy lớp lớn thôi, lớp 4, lớp 5, duy nhất một năm lớp 1, duy nhất một năm lớp 3 và một năm lớp 2, còn lại tôi toàn dạy lớp 4 và dạy lớp 5 đồng thời là ôn thi đội tuyển. Và tôi có đề xuất là tôi chỉ dạy được từ lớp 2 và lớp 3 trở lên. Và đồng chí Phương cũng đã phân công tôi vào dạy lớp 2 rồi. Đến ngày mai là ngày học sinh tựu trường thì 7 giờ tối ngày hôm nay đồng chí Phương gọi điện là chị ra trường có việc gấp. Thế tôi cũng không hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi ra thì tôi nhận được một cái nhiệm vụ là ngày mai chị dạy lớp 1. 7 giờ tối á. Thì lúc đó tôi rất là sợ bởi vì tôi chưa bao giờ tôi dạy lớp 1. Mà những bạn nào ở đây nếu mà chỉ chuyên dạy lớp 4 năm thôi, các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, được phân công xuống dạy lớp 1 thì là một nỗi sợ hãi rất là lớn. Bởi vì tôi có một số những kỷ niệm mà khi đi trông thi trông chéo, khi mà đang dạy ở trường cũ ấy ạ, tôi xuống lớp 1 đi trông thì học sinh lớp 1 làm bài rất là nhanh, và chúng chỉ làm khi mà cô hướng dẫn thôi, nhất là thi tầm cuối kỳ 1 đấy ạ. Thế hôm đó thì bọn trẻ con nó làm rất là nhanh thì nó ngồi nó phá đám, thì tôi cũng có dẹp trật tự, nhưng chỉ được một lúc. Thì có một cái chi tiết là tôi thấy một bạn ở trong lớp, bạn ấy ngáp rất là to, bạn ấy không che miệng. Thế tôi bảo ô bạn kia ngáp đẹp thế. Thế là cả lớp nó ngáp theo. Từ cái buổi đấy tôi rất là sợ lớp 1 luôn. Và khi mà đồng chí Phương giao với tôi như thế, tôi không hiểu là tôi sẽ lãnh đạo làm sao ba học sinh cái lớp 1 này hết một năm. Và tôi rất là sốc. Thế tôi ngồi phải đến rất là lâu, thì tôi bảo thôi bây giờ chỉ có một điều kiện là như thế này. Lúc đó thì tôi nhìn cái danh sách lớp, đồng chí Phương đưa tôi danh sách lớp, thì tôi đi lướt qua, tôi thấy tên con gái tôi ở trong đó. Và năm đó con gái tôi cũng thi tuyển vào lớp 1 và cháu năm khóa đầu tiên. Năm nay bạn ấy vừa học lớp 9, tức là từ nhân cách đến tri thức là hoàn hảo của Ban Mai đấy ạ. Và cũng xin chia sẻ một cái chút nhiều
vui là thành quả của bạn Mai thì đến bây giờ thì tôi cũng có thể là rất là tự hào. Với năm vừa rồi thì con tôi năm thi vào lớp 10 thì cháu đã được tuyển thẳng vào trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở Hà Đông. Thế là tôi đưa ra điều kiện với đồng chí Phương, tôi bảo thôi được rồi thì chị sẽ nhận lớp 1, nhưng với một điều kiện là em chuyển giúp bạn con gái chị sang lớp khác, bởi vì là tôi sợ, rất là sợ mất hình ảnh của mình trong mắt con gái. Và đồng chí Phương chấp nhận luôn, bởi vì chắc là điều kiện đấy quá dễ đúng không? Và thế là con gái của tôi thì chuyển sang lớp của chị Huệ và cháu học ở lớp chị Huệ 2 năm. Và đúng như là chị Huệ chia sẻ, chị Huệ rất là nhớ cái chi tiết là tôi cũng cùng tham gia với các đồng đội của tôi là Long Sàn. Sàn thời đó chính là cái trung tâm tổ chức sự kiện rất là hoành tráng của nhà trường và là thư viện bây giờ. Vô cùng nhiều sự kiện diễn ra ở đấy. Và cái chi tiết mà tay tôi bị bong ra tay thì hàng năm nó vẫn nhắc lại vào thời điểm này là nó lại bong ra tay. Chắc là nó nhớ cái kỷ niệm đấy quá. Và lúc đó chúng tôi thì tôi làm cùng với chị Hiệp. Lại một câu chuyện vui nữa với chị Hiệp. Tôi làm với chị Hiệp mà được hơn một tháng thì tôi cứ xưng chị rất là ngon lành và chị Hiệp cũng xưng em rất là ngon lành. Thế hôm đấy là đã ổn định rồi, phòng của tôi chính là phòng chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ ạ, cũng 30 học sinh rất là chật ở trong đó. Thế hôm đấy là ngày khai giảng thì sau khi học sinh ngủ rồi thì chị Hiệp mới hỏi là chị ơi chị sinh năm bao nhiêu ạ. Thế tôi cũng nói là chị sinh năm 75, thế còn em sinh năm bao nhiêu. Thế chị Huệ nói là dạ thưa chị em sinh năm 74 chị ạ. Đúng là xứng đáng, vẫn là về hình thức thì chị Hiệp vẫn là rất là trẻ đúng không ạ? Và tôi nhớ mãi câu chuyện đó. Và những năm đấy thì chúng tôi ăn đấy ạ, không phải là ăn tại nhà ăn như bây giờ đâu. Ăn sau khi học sinh ngủ xong rồi thì bắt đầu theo tổ. Các bạn trong, các chị bán chú trong học sinh thì bắt đầu chúng tôi sẽ rủ nhau, tổ tiếng Việt sẽ rủ nhau đi sang cái khu, cái phòng tầng 1 của nhà mầm hậu hội đồng non bây giờ ấy, cả khu bếp. Rủ nhau theo nhóm theo tổ, thế là sẽ bê một xong canh này, một xong cơm này, một xong thức ăn này và bát đũa đi di chuyển về cái phòng kế toán, phòng kế toán để ngồi ăn và ngồi với nhau rất là vui theo nhóm như thế và cứ bê nồi cơm nồi canh từ trưa hôm nào cũng vậy, nắng hay mưa đều làm những việc như vậy. Và thêm một cái việc nữa đó là chúng tôi bê bàn ghế chuyển lớp suốt ngày bởi vì là nó chưa ổn định, thành ra là cứ phân công lại vị trí nào thì lại chuyển phòng. Và khi mỗi lần chuyển phòng như thế thì bản thân hồi đó thì là các cô giáo rất là nhiều, còn các thầy không có như bây giờ đâu, ít lắm. Hàng như thầy mình là rất hiếm luôn. Thế thì vận động cả ông chồng, các ông chồng rồi là con cái ra để làm cùng. Và thực sự là những ngày đầu tiên khi nhắc đến thì đều cảm thấy rất là vui. Và với tôi thì sau một năm lớp 1 thì tôi cũng phải tìm tòi, tôi phải gọi điện, phải đi hỏi rất là nhiều những cái chị mà dạy cùng tôi ở trường cũ. Và hết năm lớp 1 thì tôi cảm thấy rất là thành công. Và tôi nhớ là năm đó đồng chí Phương có chia sẻ là hết năm lớp 1 rồi thì có một số phụ huynh lại xin vào lớp chị. Thế đồng chí Phương bảo thôi đỡ đau đầu, chị theo lớp luôn, thế là xong. Thế năm đó tôi đứng lên lớp 2 theo học sinh khóa đầu tiên, khóa đầu tiên của tôi. Và khi tôi dạy khóa đầu tiên như thế thì có một học sinh tên là Ngọc Trâm. Tôi dạy bạn ấy 2 năm và đến bây giờ thì ước mơ của bạn ấy từ khi tôi dạy cho đến bây giờ vẫn là trở thành cô giáo. Và bạn ấy yêu cô hơn cả yêu mẹ, thì đấy là một cái thành công khi mà dạy lớp 1. Rồi cách đây 2 năm và sau đó thì tôi cũng liên tục được làm việc với các bạn ở trong trường. Và mỗi 1 năm thì sẽ có thường số lớp tăng lên khá là nhiều và khá là nhanh. Các thầy cô giáo mới vào cũng rất nhiều. Và tôi rất là ấn tượng khi mà làm việc với đội ngũ. Tôi thì thường xuyên đồng chí Phương giao cho là thứ nhất là chữa đẻ, với thứ hai là trẻ khỏe thì về với chị Nương. Còn ai có kinh nghiệm và tốt rồi và thành công rồi thì sẽ phải đi công hiến ở tổ khác. Và khi đó thì có một năm tôi được làm ở lớp một khối lớp 2 là có khối lớp 3, khối lớp 2 là có 9 lớp thì có một đội hình vô cùng trẻ. Đội hình đấy thì là đội hình một số bạn đã làm cùng với tôi trong hiện nay vẫn đang còn ở đây, ví dụ như là bạn Nhã này, bạn Đoài này, bạn Trang này, đấy là những rồi bạn Lê Hằng này, đấy là những đội hình mà làm rất là giỏi nhưng mà chơi thì cũng gọi là tới đến luôn đấy ạ.
Và chúng tôi cũng rất là ấn tượng với một năm được làm với những người gọi là kỳ cựu như là chị Huệ, Thơm, rồi chị Huệ Thơm với bạn Phất Nhàn, bạn Kiến rồi ạ. Thì rất là nhiều những thầy cô và bây giờ vô cùng thành công, kể cả các bạn ấy không làm ở đây nữa, các bạn có chuyển những cái trường khác đi thì các bạn thấy sao, những trường khác các bạn vẫn là những trụ cột. Thì đấy là những cái điều mà tôi luôn luôn nhớ đến Ban Mai. Và đặc biệt là ở Ban Mai thì tình người, sự chia sẻ lẫn nhau và hiểu nhau, đồng cảm lẫn nhau là cái điều mà dù cho những người mà đã công tác cùng, bây giờ có chuyển sang trường khác đi chăng nữa thì các bạn ấy cũng luôn luôn nhớ về Ban Mai với những cái gọi là những cái kỷ niệm và những ký ức mà bền vững như là như thế. Và chúng tôi, cá nhân tôi thì luôn luôn tự hào về điều đấy. Những câu chuyện của chị Đương hay của chị Huệ và sắp tới đây nữa chính là những cái câu chuyện mà các chị đã tái hiện lại cho chúng ta để chúng ta có thể hình dung được là 10 năm trước đây Ban Mai như thế nào. Thì nếu như điểm qua về những cái thông tin về cơ sở vật chất thì các bạn cũng đã có thể hình dung rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Toàn bộ cái khu hiệu bộ hiện nay đều là các phòng học. Trong đó thì phòng truyền thống bây giờ ấy thì là phòng thư viện, phòng truyền thông bây giờ đối diện phòng truyền thống thì là phòng tin học, và phòng kế toán, phòng photo bây giờ ấy, phòng photo bây giờ thì ngày xưa là bộ phận hành chính văn phòng nhỉ, toàn bộ phận hành chính văn phòng, phòng photo ấy bây giờ hiện ngày xưa là toàn bộ phận hành chính văn phòng ngồi ở đó, phòng kế toán và thu ngân, phòng của chị Hương và phòng thu ngân ấy trước đây là một, và có một cái lớp học của lớp của chị Huệ ở đấy. Phòng của tôi bây giờ cũng là một lớp học và cũng là một cái lớp, nhớ là lớp của ai đang dạy ở đấy, cũng là lớp 1. Phòng của chị Đương bây giờ cũng là một lớp học ở đó. Phòng nhân sự cũng là một lớp học ở đó. Phòng chị Lan Anh bây giờ cũng là một lớp học ở đó. Và trước đây thì chị Lan Anh ngồi với phòng chị Hoa, và chị Hoa thì ngồi ở cái phòng mà hiện nay chúng ta đang thờ đó. Thế và thư viện thì là hội trường giống như đang ngồi ở đây, diễn ra mọi cái sự kiện lớn nhỏ của trường. Và có lẽ là cái ngày đầu tiên là cái ngày mà đón học sinh đấy, thì cái công tác bán trú là một cái việc mà tôi không thể hình dung ra được, là trước cái ngày đầu tiên đó tôi chưa thể hình dung ra là cái công tác bán trú như thế nào. Thế nhưng mà sau cái ngày đầu tiên đấy thì thở phào nhẹ nhõm, và ngày đầu tiên có rất là nhiều cái khó khăn về công tác bán trú. Lúc đó bạn hình dung ra là phòng học thì trần, học sinh thì ngủ trên bàn, đúng không chị Lý nhỉ? Học sinh ngủ trên bàn và ngày đầu tiên còn mất điện nữa, đúng không? Và sau đó thì có những cái sự di chuyển về công tác bán trú và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, thì em rất là muốn được nghe câu chuyện từ phía chị Lý, chị Hiệp và chị Loan chia sẻ lại với mọi người để các chị em có thể hiểu hơn về những ngày đầu tiên chúng ta đã làm như thế nào và những cái gì hiện nay chúng ta vẫn giữ và cái gì chúng ta đã cải tiến so với ngày đầu tiên. Xin mời các chị ạ. Cô Hiệp đang bảo chị không gì chị đi nói hết, nhưng mà thực ra để mà nói hết thì nó rất là nhiều, với những cái câu chuyện về cơ sở vật chất rồi tất cả những cái hoạt động và cái thời gian đầu tiên để làm thì mọi người đã chia sẻ một phần nào rồi. Thế tuy nhiên thì tôi cũng có một chút chia sẻ với mọi người là để mà được như hôm nay thì có lẽ là chúng tôi không quên được những cái ngày đầu tiên mà khi mà chứng kiến khi mà tổ bán trú bắt đầu hoạt động ấy, thì các cô giáo cũng đã dọn được cái hội trường sạch sẽ rồi. Thế tuy nhiên thì những cái phòng ở dưới thì nó còn chưa đâu vào đâu cả. Mà ngày đầu tiên mà tôi đến đây để nhận công tác thì tôi cũng gặp được cô Hoa và cô Lan Anh, mà tôi cũng không biết là hai cô đấy là trong hội đồng quản trị. Chỉ biết rằng ngày đầu tiên thì tôi đến đây tôi xin vào phần bếp. Thế tuy nhiên thì cô Hoa bảo bếp thì bây giờ đủ người rồi, thì bây giờ chuyển sang chị sang công tác bán trú. Mà tôi cũng chẳng biết là bán trú thì làm cái gì cả. Thế tuy nhiên thì tôi cũng có một thời gian rất là ngắn làm việc trên trường Nguyễn Siêu, thì tôi cũng hình dung được rằng bán trú là cho ăn và cho ngủ. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cho ăn cho ngủ thôi, chứ tôi không nghĩ rằng với một cái sự phát triển đến bây giờ của bán trú mà làm nhiều việc như thế này. Và
Và mọi người phải chứng kiến thời gian đầu tiên ý, ngày mai vào hoạt động thì buổi tối hôm đấy tất cả toàn trường, ngày mai đón học sinh thì tất cả toàn trường hầu như là làm việc cả một tháng đầu tiên, tối nào cũng về sớm nhất là 9 giờ tối. Cứ học sinh về thì các thầy các cô lại ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm. Và sáng hôm sau thì không ít, tôi là một người được chịu trách nhiệm thời gian đấy thì chưa phân công là tổ trưởng. Mà tôi là cái người nhiều tuổi hơn các bạn ấy, thì cô Phương có chỉ định là chị sẽ làm nhóm trưởng của nhóm đấy. Và cứ mỗi một khi mà có một lớp học mà tôi tuyển bạn chú ấy, thì cứ vào được hôm nay đến mai lại cô ơi, chị ơi, em bỏ cuộc thôi. Và các bạn hiện bây giờ còn cô Loan và cô Hiệp đây cũng không ít những lời tối đến về sáng sau này, chị ơi, em bỏ cuộc thôi chị ơi. Và chúng tôi chỉ động viên nhau rằng thôi cố gắng lên, bao giờ cái khó ban đầu bao giờ cũng khó. Và khi mà chúng ta vượt được cái khó đấy thì chúng ta sẽ có một thành công nhất định. Và tôi cũng chia sẻ một chút là chính tôi đã chứng kiến, tôi và cô Hiệp đã chứng kiến cô Lan Anh và cô Hoa, hai cô chia nhau một gói mì tôm úp ăn ở dưới cái phòng bây giờ là nhà bể bơi đấy ạ. Và hồi đấy thì cái phòng đấy là để chứa tất cả vật liệu xây dựng mà nó còn đang ngổn ngang và dưới nền là nền đất. Thì hai cô, tôi đã chứng kiến hai cô lại chia nhau một gói mì tôm ăn sáng ở dưới phòng đấy. Và chính cái bác quản lý, cái chú quản lý thi công đó là chú, tôi nhớ là chú Xuyền, chú đỗ cho hai cô gói mì tôm đấy chia làm đôi để hai cô ăn ở dưới đấy. Và tôi và cô Hiệp đã chứng kiến nhá. Và những cái ngày ban đầu rất là khó khăn, và cũng như cô Lương đã chia sẻ đấy, bàn ghế thì cứ chuyển chỗ này chuyển chỗ kia, chuyển rất là nhiều và huy động mọi lực lượng. Thế còn đến trưa các cô giáo thì có phòng kế toán để ngồi ăn cơm, nhưng còn tổ bạn chú thì bao giờ cũng ăn cơm trước. Thì chúng tôi cứ mang cơm ra cái sảnh, bây giờ sảnh của mầm non đấy ạ, sảnh chỗ hội đồng của mầm non đấy ạ. Và chúng tôi úp những cái rổ nhựa xuống làm cái mâm. Thế còn ngồi dưới đất ăn ạ, úp cái rổ nhựa xuống dưới mâm để làm mâm và bê thức ăn, một đĩa thức ăn, một xong cơm, một xong canh ra đời mình ngồi để ăn. Nhưng mà tuy nhiên thì cơm những cái ngày ban đầu bếp nấu ấy thì đúng là trên sống dưới khê thứ vẻ đã bét.